Nhà vô địch World Cup năm 2022 sẽ nhận bao nhiêu tiền thưởng đây anh em? Đó là cái câu hỏi mà tôi cũng thắc mắc y hệt như tất cả anh em vậy. Nhiều khi mình biết được cái đội vô địch World Cup nhưng mà mình không biết là cái đội đó lãnh bao nhiêu tiền nha anh em. Nhưng bây giờ tôi sẽ nói cho anh em luôn, vô địch World Cup năm 2022 sẽ nhận được 42 triệu USD nha anh em. Như vậy thì World Cup năm nay sẽ có số tiền thưởng nhiều hơn 4 triệu so với năm 2018. Cái năm mà Pháp vô địch đó anh em, Pháp chỉ nhận được có 38 triệu USD thôi. Bây giờ tôi mới biết nha. Nhưng mà có anh em nào nghĩ cái mỗi kỳ World Cup á là số tiền thưởng của nhà vô địch lại tăng lên không? Anh em biết tại sao không? Tại vì FIFA làm ăn được nha anh em. Doanh thu của FIFA làm ăn ổn áp nha. Theo dự toán, doanh thu của FIFA năm 2022 đã đạt 4,6 tỷ USD. Trong đó cái tiền bản quyền truyền hình á đã đem lại 2,6 tỷ rồi. Cho nên cái mùa World Cup năm nay á, FIFA đã đầu tư vào cái quỹ thưởng là 440 triệu USD. Quá ổn áp luôn đúng không anh em? Hãy follow kênh Mơ Bóng Đá để cập nhật những tin tức mới nhất tại World Cup năm nay nha anh em.